này là khu giống như gọi là khu dân cư biệt thự gì đó, khu đô thị mới. Và đặc biệt là ở bên đây là về các cái thẩm mỹ viện nha, khu này nè, về chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ viện là khu này rất là nhiều làm đẹp. Thì nó là một tiểu vương quốc, là gọi là một quốc gia đó, nhưng mà diện tích thì Dubai này rất là nhỏ nếu mà so sánh diện tích của một quốc gia. Dubai thì tổng diện tích của Dubai là chỉ hơn 4.000 km vuông thôi, mà 4.000 km vuông có nghĩa chỉ là gấp đôi diện tích của Sài Gòn. Đây, đây là cái phần xanh nè, cam nè, tím là 7 tiểu vương quốc. Đây là Abu Dhabi là lớn nhất. Tổng diện tích của các tiểu vương quốc Ả Rập là khoảng 87.000 km vuông, là chỉ bằng 1/4 diện tích của Việt Nam, là 7 nước luôn là chỉ bằng 1/4 Việt Nam thôi. Nhưng mà riêng cái ông màu xanh này đó là ông đã chiếm là nhiêu ạ? Gần 67.000 nè. Gần 80% diện tích của toàn 7 tiểu vương quốc rồi. Trong đó ông Dubai cũng được xem là lớn nhưng mà chỉ có 4.000 km vuông thôi. Ở đây là Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, Fujian, đó là những tiểu vương quốc còn lại. Nhưng vai trò mà quan trọng nhất vẫn chỉ là hai cái tiểu vương quốc Dubai và Abu Dhabi. Giống như hiện nay chính quyền mà liên bang đó thì đứng đầu là tổng thống. Thì tổng thống này giống như gọi là cũng được một gọi là tước vị là gì? Cha truyền con nối, gần như không thay đổi. Không phải là tổng thống là phải bầu cử đâu quý vị. Hay là như một số như là ở Malaysia là người đứng đầu chính quyền là phải làm sao share ra trong số mấy ông tiểu vương. Nhưng đây không phải. Tổng thống đó chính là mặt, gần như được gọi là mặt định luôn. Đó chính là vua của Abu Dhabi. Còn phó tổng thống và kim luôn thủ tướng, đó chính là vua của Dubai. Có nghĩa là Dubai phải dưới Abu Dhabi một bậc. Và cái này là cũng giống như một cái tước vị cha truyền con thôi. Và trong cái nghị viện á, gồm có thượng viện gồm có 40 thành viên, thì 20 thành viên được đó là được chỉ định giữa Abu Dhabi và Dubai. Còn 20 thành viên kia chỉ là cố vấn thông qua dân cử, nhưng mà là cố vấn của những chính quyền kia tiến cử lên, nhưng mà chỉ là cố vấn. Thì ở đây nó giống như là vai trò của vua ở đây là quan trọng nhất. Vua là kiêm nhiệm tất cả mọi thứ. Thực tế giống như Abu Dhabi đó, hiện nay đó, Abu Dhabi trữ lượng dầu mỏ đó là đứng hàng thứ 7 trên thế giới, gần 100 tỷ thùng. Mình đang trên tàu điện đi ra đảo cỏ. Đây là cái khung cảnh hai bên. Cái đây là những cái nhánh của cái đảo cỏ. Căn hộ trong đây là cái nhánh của đảo cỏ này các bạn. Cái nhánh của đảo cỏ. Đây là những cái công trình nằm trên đảo cỏ, những cái chung cư nằm trên đảo cỏ. Đây là một nhánh của đảo cỏ mà. Cái đảo cỏ là đây là một cái công trình nhân tạo có 16 cái lá cỏ và một cái đê bao. Khi nhà vua yêu cầu Dubai là không có bờ biển nhiều, nhưng mà để phát triển du lịch thì làm sao đó sẽ có nhiều cái bờ biển.
Hoàn toàn là cát nhân tạo hút về tạo ra các bãi biển đẹp mê hồn luôn. Nước biển vô cùng trong xanh. Nước biển rất là trong xanh. Các bạn thấy bãi biển tuyệt vời. Trong xanh và đẹp. Bãi biển đây là bãi biển của một cái nhánh cỏ các bạn. Đây chính là bãi biển của một cái nhánh cỏ. Vô cùng
Đây là nhà hàng. Vô cùng ngạc nhiên. Cho nên chúng ta nhìn thấy cũng ngạc nhiên. Hay là ở một đất nước vùng vịnh á, khí hậu ở đâu đây là nắng nóng. Các bạn thích cái du thuyền đi ngoài biển không ạ? Các bạn thấy du thuyền đi ngoài biển không ạ? Các bạn thấy du thuyền đi ngoài biển không ạ? Đang chạy ngoài biển. Cái này biết đi cơ nè. Quá đẹp. Quá tuyệt vời. Rất là nhiều du thuyền đang chạy ngoài biển. Rất là nhiều du thuyền. Dạ, còn lúc mà mình đi từ dưới đất lên tới tầng 124 á, ở độ cao là 452m. Đây là cái đài quan sát mà gọi là cao nhất trên thế giới hiện nay để cho du khách đặt chân đến. Thì mình sẽ đi bằng cái thang máy nhanh nhất trên thế giới. Cái thang máy này nó đi 10 mét trên giây và đi từ dưới đất lên tới tầng 124 ở độ cao 452m trong vòng 59,9 giây. Dạ, 1 phút. À, 1 phút là lên tới đó luôn ha. Thì mọi người sẽ được trải nghiệm ha cái quang cảnh xung quanh của Dubai. Và ở đây thì nguyên cái khu vực này mình thấy toàn bộ là nhà cao tầng mà cái nào nó cũng đẹp hết. Thì quy định cái khu vực downtown này của Dubai á, chính phủ họ là bắt buộc những cái nhà thầu khi mà xây dựng những cái building này lên á, là phải xây dựng cái thiết kế bề mặt bên ngoài của cái tòa nhà khác nhau. Không được xây giống nhau. Phía bên tay trái như đơn cử mình thấy một cái khách sạn nó ghi là Dusit Thani. Khách sạn của tập đoàn ở bên của ông Thạc Sỉn á, ông vua ở Thái Lan á. Thì tập đoàn này cũng của gia đình ổng ha. Thì đây là cái khách sạn họ xây hình hai cái bàn tay chắp lại với nhau, giống như cái cách người Thái chào nhau. Rất là độc đáo. Nói chung là nguyên cái khu vực này ha, là đa phần là những cái tòa nhà đều khác nhau hết. Là quy định luôn. Thì khi mà mình lên đài quan sát á, thì đây là một cái chỗ cao nhất trên thế giới. Và người ta lấy cái độ cao 452m nhà mình biết tại sao phải chọn cái con số đâu mà. Đó là tại vì cái tòa nhà cao nhất thế giới trước đó, đó là tòa nhà Petronas tại Malaysia. Thì cái độ cao tính luôn đỉnh anten của Petronas là 450m. Thì cái này là Dubai chơi nhỉnh hơn cái anten 2m. Tức là sao ạ? Đứng trên đỉnh anten của Petronas luôn là cho du khách cái trải nghiệm đó ha. Thì cái tầng 124 nó có một cái đài quan sát đưa ra ngoài trời. Mình có thể bước ra ngoài đó, nó bọc vào cái sàn gỗ ha. Mình đi nhẹ nhẹ thôi, đừng nhúng nha. Nhớ cái nhà hôm qua không? Mình nhúng nhúng thế rung rung. Nói chứ giỡn thôi. Cái đó là nó ốp sàn gỗ thôi. Thì bước ra ngoài thì nó có một cái phần kính người ta che lại. Tại vì ngày xưa nó cái lan can nó lên tới bụng thôi. Nhưng mà vào năm 2011 thì có một cái vụ sự xảy ra. Có một cô kia buồn tình ha, nhảy xuống và làm lũng nóc nhà của Dubai Mall bên dưới. Thành ra là người ta vì cái sự an toàn cho Dubai Mall. Nói nghe ghê. Vì sự an toàn cho du khách thì người ta đã bịt lại luôn rồi. Người ta chỉ chừa một cái khoảng chừng một gang tay như vậy thôi cho mình đưa cái tay ra. Thì bây giờ một số khách rất là sáng tạo ha. Che thì che. Chế muốn chụp hình tự sướng, chế thọt cái cây ra ngoài hoặc là đưa cái tay ra ngoài cầm cái điện thoại á. Nhiều khi gió mạnh ở trên đó là sức gió rất là lớn ha. Mà nó rớt xuống lại lũng nóc nhà Dubai Mall nữa. Cẩn thận ha mọi người ha. Có chụp không đưa tay ra ngoài, không đưa điện thoại ra ngoài hoặc là cầm cho chắc nha. Rồi xong rồi mình cái vé của mình bao gồm luôn cả tầng 125 nhưng mà mình phải đi một cái cầu thang xoắn như vậy để lên trên mình có thể tham quan luôn. Nó là một cái đài quan sát 360 độ, chỉ có một phần ra ngoài trời thôi, còn lại trong nhà hết. Thì khi mà mình lên á, người ta sẽ có một số cái quy định. Tại đây là nơi đông người ha, và cũng là cái điểm tham quan ở trên cao nên cái việc an ninh được thắt chặt. Thứ nhất, mình sẽ không được mang hộp quạt thuốc lá, bánh kẹo trái cây là không được mang, chai nước suối thì được mang. Rồi những cái vật sắc ngọn như kèm bóng muốn tương đương luôn. Nó chỉ là những cái thương hiệu thấp hơn thôi, nhưng mà giá khoảng nhiều khi là cái gì ạ? Vài 300 đô. Đúng không? Thì nó chỉ hơn cái thương hiệu. Vì ta khoa nói là ăn ở trong đây, nhưng mà nói để ăn trong đây để trải nghiệm thì cũng có thể là nhiều khi có tùy theo từng cái suy nghĩ, từng cái nhu cầu. Nhưng mà nói để chụp hình thì khách sạn 7 sao này á, chụp hình bên trong không đẹp bằng khách sạn ở bên Abu Dhabi. Cái khách sạn 7 sao mà uống cà phê băng bên đó. Vì vậy cho nên nhiều khi khoa mà những cô chú anh chị nào mà đi tour mà chưa đăng ký gói dịch vụ á,
mà ăn trưa thì cà phê băng Sài Gòn băng đăng có. Có trời tốn chi mấy chục đô vô trong đó băng ở đó, băng nó có gì đâu, mà nói thiệt mà. Thứ hai là cái gì? Ăn ở đây thì thay vì nó là sơn hào hải vị bào ngư di cá đồ này nọ thì Khoa nói à, thì cái giá trị nó tương đương với đồng tiền. Còn vì là thương hiệu cho nên giá trị nó mới vậy, cho nên Khoa nói để mà nói vô đó ăn thì không phải là cái mục đích quan trọng, mà để chụp hình thì Khoa thấy là khách sạn này cũng cái sảnh nó không được đẹp. Cho nên á là Khoa thường nói mà những giống như những gia đình mình chưa đăng ký dịch vụ đi, nếu mà lên trên tour có đăng ký dịch vụ Khoa chỉ khuyên là đăng ký một cái duy nhất thôi, đi ăn bánh phủ vàng với uống cà phê phủ vàng đủ rồi ngày mai. Không, sợ là không có đâu, bởi mùa này cao điểm á, sợ nó không có số lượng chỗ. Nhưng mà giá nhiêu nó như 75-80, không biết lễ nó có lên, nó thường là 75 đô. Thì nói chung á, Khoa hay nói là 75 đô vô đó uống ly cà phê 10 đô, à đi toilet hết 10 đô, nhưng mà chụp hình hết 55 đô. Tại vì cái sảnh nó đẹp lắm, tại vì ngày xưa đó, thực tế cái khách sạn đó ngày xưa là nó không nhận những cái đặt chỗ từ bên ngoài vô đó để uống. Có nghĩa là khách nào lưu trú ở trong đó thì muốn ăn cái dịch vụ đó nó sẽ phục vụ thôi, chứ nó không nhận. Nhưng mà sau này vì nó cũng một mặt là để quảng bá du lịch, tại vì khi người ta vô đâu phải ai cũng có gọi là thể gọi là tiền thì nhiều khi có, nhưng mà đâu phải số lượng phòng là chứa hết tất cả những khách đâu. Có nhiều người ta có vào mùa cao điểm muốn đặt nhưng mà không có phòng ở trong đó, người ta đâu có thể vào đó lưu trú được, nhưng mà họ cũng muốn vào đó để chụp một tấm hình được ngủ đó, không có phòng để ngủ. Có tiền nhưng mà không có phòng thì bây giờ thôi vô đó để chụp một tấm hình, mà qua tấm hình đó thì họ về. Mạng xã hội bây giờ họ cũng quảng cáo, một hình thức là quảng cáo đó, đúng không? Mà cái thằng được quảng cáo không phải trả tiền, cho nên là họ bán để mục đích là cũng một phần làm marketing thương hiệu nữa. Không, khách sạn mình đang ở trên, mình và các bạn đang ở trên đại lộ đi ra, đúng rồi, cái đó chắc sắp bắt đầu rồi. Chuẩn bị vô quốc 22 đúng không? 22 ở đây đó. Ở Wata không? Ở Wata. Mình đang ở đại lộ, đang đi lên, đang trên đường ra sa mạc để đi những cái trò chơi trên sa mạc như cỡ lật đà, ở xe trên cát. Các bạn thấy một cái đất nước mà sa mạc để có được những cái cây như vậy là cả một cái kỳ công, có cả một cái hệ thống tưới tiêu ở phía bên dưới. Cây là một cái điều xa xỉ. Thấy nó có cái dây đúng không? Nó có cái dây đó. Mà áp dụng cái công nghệ tưới nhỏ giọt của không thể sống được. Rất là nắng nóng, không có nước. Một năm họ không có mưa, có năm họ không có mưa, có năm họ mưa rất là ít.